Xin chào các bạn. Hôm nay mình có sưu tầm được một cái giống cây mới, cây bơ đậu phộng. Cây bơ đậu phộng. Cái cây lớn có trái á, thì mình hái trái về mình review thử cho mọi người ăn thử coi xem thử cái chất lượng trái nó như thế nào. Cây này chưa có được phổ biến ở Việt Nam mình, chỉ cũng có một số nhà vườn họ đã có rồi, họ đã trồng trước đó. Cây này thì là cái cây to, cái clip sau thì mình sẽ quay cái cây to đó cho là có trái sẵn cho mọi người cùng tham khảo. Đây là cái trái chính mình hái ở trên cây đó, mình đem về mình review thử cây cho mọi người cùng xem cái trái nó ăn cái như thế nào, đánh giá cái. Đây là cái trái chín nha, khi mà nó chín nên nó có cái màu đỏ đỏ rất là đẹp, màu đỏ sậm, màu đỏ sậm rất là đẹp. Khi mà cái trái nó còn ở trên cây á thì lúc mà nó chưa chín thì nó sẽ có màu xanh, sau đó nó chuyển sang màu vàng vàng như vậy, màu của cái màu đu đủ của cái trái đu đủ. Rồi khi mà nó chín, đây là nó chín chuyển sang màu đỏ sậm, vậy là nó đã chín chín hoàn toàn. Còn cái này thì nó chín, cái cuống nó còn hơi sống nè, này để tới khoảng ngày mai là tự nhiên nó chín hết cả trái rồi luôn. Thì màu sắc bên ngoài thì nó rất là đẹp, màu sắc trái thì rất đẹp, màu vỏ rất là đẹp. Thì mình ăn á, thì mình ăn luôn cả vỏ. Ở trong đây nó có một cái phần có cái hột tương đối cũng to, thì do cái tên của nó là người ta kêu là cây bơ đậu phộng, thì người ta sử dụng cái hạt ở trong, cái nhân của cái hạt ở trong làm cái bơ đậu phộng, thay thế cho cái bơ đậu phộng truyền thống của mình. Thì nhiều số nơi còn kêu là bơ lạc, cái bơ lạc, nhưng mà mình thì mình kêu cái bơ đậu phộng. Bơ lạc thì người ta nghĩ là bơ, trong cái miền Nam mình kêu bơ thì ăn nó lạt nhách, mình kêu bơ lạc, thực ra lạc là đậu phộng. Thì mình kêu cái tên của cái cây này là cây bơ đậu phộng. Đây mình sẽ ăn thử coi nó như thế nào nha. Cây này cái thịt nó ở trong nè. Thường một trái á thì thường nó có khoảng 1 đến 2 hạt. Vỏ nó rất là mỏng. Vỏ nó mỏng chứ. Mình ăn thì mình ăn nguyên vỏ cũng được, không sao, cũng bỏ vỏ cũng được. Nó dẻo như là khoai lang mà luộc vậy đó, hoặc là hồng mà sấy dẻo vậy. Một trái gì nó khoảng có từ 1 đến 2 hạt. Này mình sẽ thử cái hương vị của nó như thế nào. Trái này nó có một hạt thôi. Lép. Có một hạt thì sẽ có một hạt chắc và một hạt lép, thì thường trái nào cũng có hai hạt, một hạt chắc một hạt lép, hoặc là hai hạt chắc hết, hai hạt to hết. Nhìn giống như ăn nó có cái mùi giống như là cái mùi đậu phộng nhé, nó có cái mùi thoang thoảng đậu phộng mà nó dẻo nha, nó rất là dẻo, dẻo y như khoai lang luộc. Hoặc là như cái trái chà là mà sấy dẻo vậy. Đây là cái hạt của nó. Cái cây mà có hai hạt, một hạt lép, một hạt chắc, thì cái hạt chắc này là nó to lắm. Trồng thì nó không có gai. Mình sẽ review cái cây to có trái ở cái clip sau.
Nay mình sẽ review trước cái trái ăn nó sẽ chất lượng nó như thế nào và hình dáng trái chín nó như thế nào. Trong cảnh quan để làm cảnh thì nó cũng nó rất đẹp. Nó màu đỏ đậm rất đẹp. Thì hôm nay mình thử cái trái thứ hai nha. Khi nó chín nó mềm. Này, này. Này một hạt lép. Này. Nó có cái mùi thoang thoảng cái mùi của đậu phộng luộc. Một tí nữa mình sẽ tập hợp mấy cái hạt này mình rang lên thử mình ăn cho nó như thế nào coi nó có giống cái mùi đậu phộng rang muối hay không, giống như mùi đậu phộng rang lên hay không. Cây này mình nghĩ là thấy cái sức sống thích nghi của nó rất là dễ thích nghi với nhiều cái khí hậu khác nhau. Trồng để vừa làm cảnh chơi cũng được, vừa có trái ăn chơi cũng được. Rồi, thử thêm trái nữa. Hiện nay mình đang cung cấp cây giống của ương từ hạt của cái này lên. Và mọi người có nhu cầu mua thì liên hệ với mình cái số điện thoại ở trong clip. Trái này ăn nó cái lượng cái thịt của nó thì nó cũng không có nhiều lắm. Nó chỉ được một lớp vừa vừa ở bao bọc xung quanh cái hộp này thôi. Còn cái màu sắc thì đậm, dẻo, không có nước nè, không có nước, dẻo dẻo như khoai lang luộc vậy thôi. Cái mùi thoang thoảng của mùi đậu phộng, cái mùi ăn vô là mình sẽ cảm nhận được liền là y như có mùi đậu phộng luộc. Rồi nó có tên là cây bơ đậu phộng. Mình xin kết thúc cái clip review cái chất lượng trái của cái cây này như thế nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.